Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino Cơm Việt Cali.com Cơm phần 3 món ăn ngon nhớ hoài 714-989-9911 và 714-548-1823 Health and Beauty Network Giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natra 714-467-9071 Tèo Thai Club 714983 võ xe hay 7149838693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 7148918028 Mai Phương Beauty and Wellness Center xâm phun thiêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121 Tế bào gốc by Olocell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714 chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Anh Tuấn Hoàng Trọng Thủy tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chúng tôi đang nói đến một trong 10 tên bị truy nã gắt gao nhất của cơ quan điều tra liên bang FBI vào tuần rồi đã đưa Delgado vào danh sách 10 người bị truy nã và ngay lập tức họ đã tìm ra được dấu vết và họ tin là Delgado đã từ Dallas, Texas để trốn sang Mexico bởi vì có người thân ở Mexico và đã báo cho chính quyền Mexico biết trong suốt một tuần lễ vừa qua và bản tin mới nhất ghi nhận được là chính phủ Mexico sau khi đã nhận được những cái tin tức từ FBI đã truy lùng đến tận nơi và đã bắt được Delgado. Và ngày hôm nay bộ tư pháp Hoa Kỳ chính thức đã yêu cầu chính phủ mexico trục xuất và dẫn độ delgado về à, tiểu bang texas để truy tố tội giết người và có thể lên đến mức án tử hình ở texas giết người một cách vô tội vạ là án tử hình thưa quý vị mặc dù cảnh sát và luật sư biện hộ nói rằng Delgado không phải là người đã cầm súng bắn cô Hatcher, nha sĩ Hatcher, mà đã thuê mướn một người gốc Phi Châu. Thế nhưng tên này sau khi bị cảnh sát bắt, chỉ có 2 ngày sau khi bị giết vào tháng 8 năm 2015, là hắn đã khai ra là đã được Delgado hứa hẹn là cung cấp ma túy cho hắn. Và họ hắn nói là cái tiền lời từ ma túy nó nhiều hơn là tiền thuê mướn. Và Delgado đã nói với cái tên gốc Châu Phi này rằng là cô có quen biết với những kẻ buôn ma túy và sẵn sàng cung cấp ma túy cho y. hậu quả là một người bác sĩ ra mất đi một người yêu và có thể ra là vợ tương lai. bởi vì trước đó Delgado mới biết được đó là người bạn trai cũ của mình chưa bao giờ đưa mình tới gặp gia đình hết, ừ. mà mới bỏ cô ấy và quen được với Hatcher thì đã giới thiệu với Hatcher cho gia đình của anh. bởi vì hai bên đã tính tới chuyện hôn nhân trong tương lai quá hận tình cũ cô ấy đã quyết định nói rằng nếu anh không thuộc về em thì sẽ không có ai thuộc về anh hết wow. và cô đã quyết định giết nhà sĩ Hatcher luôn hai người phụ nữ đẹp tranh giành một người đàn ông Wow. Thưa quý vị, theo như tin tức từ báo người việt mà chúng tôi đọc được vào sáng ngày hôm nay cựu nghị viên Andy West một lần nữa lại bị cảnh sát bắt vì oh không no. vì làm trái lệnh với cảnh sát đây là một cái đoạn video được lấy từ những năm về trước lâu lắm lâu lắm rồi khi đó anh ta vẫn còn trẻ theo đó thì ông Andy Quách theo như thông tin từ cảnh sát loan báo 44 tuổi cư dân sinh sống tại Westminster Đã bị bắt gần một cây xăng gas ở trên ranh giới của khu vực quận Tola City, tức là gần cái ừ. khu vực Fresno. Wow. Trên đó có một phụ nữ đi cùng. Theo phúc trình của cảnh sát cho biết, nhân viên công lực được báo có một vụ tình nghi ồn ào xảy ra giữa ừ. ông Andy Quách và một số người. Rồi sau đó người đó gọi. Nhưng mà khi cảnh sát tới đó thì trên xe chỉ còn ông Andy Quách và cũng giống như là một người phụ nữ đi bên cạnh ông ta. Mà theo hồ ừ. sơ cảnh sát nói là đó là bà Celine Vũ. Theo bản phúc trình của cảnh sát cho biết, cả hai đều vi phạm luật của California số 148 đó là không tuân lệnh nhân viên công lực. Tại hiện trường, ông Andy Quách có hành động bất hợp tác với cảnh sát. Khi được hỏi danh tánh thì ông đưa căn cước với chức vụ là phó thị trưởng thành phố Westminster. Wow. Người phụ nữ đi cùng cũng chống cự lại cảnh sát. Và theo như người phát ngôn của cảnh sát cho biết là họ đã biết ông cựu nghị viên Andy Quách đã bị bắt giữ nhiều lần trước đó vì tội xây rượu lái xe. Yeah. Và ngoài ra à, ngoài ra họ cũng cho biết là ông Andy Quách sẽ phải ra tòa vào ngày 3 tây tháng 5 sắp tới, chắc à, vi phạm lệnh quản chế hay ừ. à, chuyện gì đó. Thưa quý vị, à, đây là một cái tin không tốt cho những người hút thuốc lá, nhất là còn trẻ, bởi vì theo một thống kê khảo sát cho thấy những người hút thuốc lá đó thứ nhất là cơ hội tìm việc làm khó khăn thứ hai cơ hội giữ được việc làm cũng khó và thứ ba là cơ hội thăng tiến trong công việc ở các công ty cũng khó khăn. Ngày hôm nay họ đã thực hiện một cái cuộc à, nghiên cứu đối với hàng trăm người làm việc ở San Francisco và họ thấy rõ ràng đó là có đến à, 27% những người mà hút thuốc đó trong lúc quý vị đi làm mà quý vị cứ à, nghỉ để mà ra ngoài hút thuốc đó rồi người thì hôi thuốc lá đó rồi vào bên trong gây khó chịu cho người chung quanh đó thì đa số những người này là chỉ làm được một thời gian ngắn rồi sẽ phải được cho nghỉ thứ hai nữa khi mà phỏng vấn những người mà chuyên môn thực hiện những cái việc thanh tra nhân viên để mà họ thuê mướn đó thì đa số những người thanh tra nhân viên này họ nói đó cái cơ may mà ngoại trừ cái người đó phải thật giỏi đó thì họ mới thuê mướn thôi nhưng mà rồi đó nếu mà tiếp tục hút thuốc lá như thế đó là cái cơ may để giữ cái người này cũng không có là bao nhiêu lý do thưa quý vị công ty phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe rất là ừ. cao cho những người hút thuốc lá Đúng nguyên vâng. nhân tiền là một cái điều chính à, thứ nhì nữa đó là cái chuyện mà họ cũng có thể trễ nãi trong công việc bởi vì sao làm việc mà cái sự thèm muốn hút thuốc lá đó là khiến cho người ta làm nhanh yeah. đôi khi dối trá một công việc để bỏ ra ngoài hút thuốc lá yeah. rồi đứng ở ngoài đó hút rồi tán gẫu mọi thứ nữa chưa kể đó là những người chung quanh người thấy mùi thuốc lá họ cũng không chịu và nhất là cái môi trường trong nơi làm việc bây giờ đó hoàn toàn việc cấm hút thuốc lá chính vì thế họ nói rằng là những người nào mà lỡ mà nhất là từ hồi đi học mà lỡ hút thuốc lá thì nên bỏ càng sớm càng tốt bởi vì khi tốt nghiệp um, nếu mà được tốt nghiệp là một điều tốt nhưng mà tốt nghiệp mà tiếp tục hút thuốc lá đó cơ may tìm việc làm sẽ khó và cơ may giữ được việc làm cũng khó nữa. Dạ vâng. Chính phủ Thái Lan vừa mới ra một bộ luật mà theo như những người làm luật của Thái Lan cho biết bộ luật này sẽ giúp cho những người cố ý hay là vô tình gây ra những cái tai nạn giao thông hoặc ẩu đả trong ừ. việc tai nạn giao thông sẽ phải suy nghĩ lại trước khi mà họ lái xe ra đường. Theo đó thì các nhà làm luật lại Thái Lan cho biết là những người bị à, vi phạm luật giao thông và bắt buộc phải đi lao động công ích thay vì lao động công ích tại các khu vực như công viên, hồ nước hay là những cái khu vực địa phương thì những người này phải lao động công ích ở tại các khu vực nhà xác của bệnh viện. À. Vâng thưa quý vị, đây là một cái bức ảnh mà được treo lên một cái tấm banner trong đó là một cái à, mô tả một cái thi thể của người chết. Theo đó là một người lái xe. Và theo như những người làm luật cho biết đó họ muốn đưa những người vi phạm luật giao thông đi vào nhà xác để cho những người này thấy được đó là những cái hành vi lái xe ẩu đả của họ có thể gây ra những cái chết thương tâm theo đó thì họ sẽ thấy những cái gì gọi là mất mát người thân về cả về thể chất và cả về tinh thần tại nhà xác thì theo như bản tin chúng ta đọc được họ sẽ phải làm những cái công việc sau đây thứ nhất là dọn dẹp thi thể vận chuyển thi thể và có thể là tắm và chùi rửa thi thể oh. à, vâng khi mà đưa ra những cái à, bộ luật này đó chính phủ thái lan cũng nhắm tới cái lễ hội té nước theo ừ. như những người thái lan nói đó lễ hội té nước là cái khoảng thời gian mà có nhiều vụ tai nạn giao thông và những vụ à, tai nạn có người chết xảy ra nhiều nhất trong những khoảng thời gian vừa qua ước tính là cứ hai tiếng đồng hồ lại có một người chết vì tai nạn là giao thông trong khi đó thì trong những ngày tháng vừa qua cũng có một cái bản tin về con trăn à, phá kỷ lục Guinness về lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, đây là một con trăn ở tại nước nước Malaysia. À, một trong, con trăn khổng lồ được tìm thấy có chiều dài lên tới 8 mét hơn cả con trăn dài nhất trong lịch sử kỷ lục Guinness. Con trăn này theo như những người ở khu vực này người ta cưng đo được đó thì nó khoảng là 250 kg và khi mà con trăn dài nhất thế giới đã từng được ghi nhận chỉ vào khoảng là 7.67 và nặng 160 kg mà thôi. Tuy nhiên, một tin buồn vào sáng ngày hôm nay, con trăn này đã chết. Ồ, oh. đã chết tại vì bị anh Và không họ không không thể nào mà con trăn này không thể nào sống được với những cái cách hành xử thô bạo của những người <laughs> coi như là những người dương người tại Mã Lai được bởi vậy nên nó đã vĩnh việt khỏi khỏi đời này và đã, và cũng sẽ họ được có nói gì, gì họ sẽ làm đến con trăn này không yeah, em không biết nhưng mà sẽ thịt nhưng mà có lẽ là cái bộ da của nó người ta không có thể nào bỏ qua cái bộ da của con trăn đâu <laughs> hờ, hả? Yeah, vâng. rất tiếc chúng tôi vẫn còn tin nhưng mà thôi hẹn với quý vị vào ngày mai thứ tư quý vị nhé à, cảm ơn sự theo dõi của quý các khán giả kính chúc quý vị một ngày làm việc thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình tin tức ngày mai. Mỗi thứ sáu trong tháng tư Palacino sẽ tặng một xe Toyota Highlander LE Plus năm 2016 và 10 000 Mỹ kim.